Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm canh Tý, Ngày này là ngày bính ngọ, tháng mậu Tý, năm canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ mậu tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày bính ngọ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi canh tý Mậu Tý ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Mậu Tý canh tý tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao thiên quan, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ngục sáu mọi việc sao thiên hỏa sáu về lập nhà cửa sao nguyệt phá sáu về xây dựng nhà cửa sao hoang vu sáu mọi việc sao thiên tặc sáu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương, sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Sao phi ma sát, hay còn gọi là sao tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao ngũ hư, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đông. Sau đây, Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dậu, cho nên bạn tuổi Tý đang có điểm báo gặp nhiều rắc rối đang chờ bạn trong ngày hôm nay và ngày này không chỉ là về chuyện tình cảm mà cả con đường tài lộc với bạn tuổi Tý cũng không được thuận lợi. Bản mạnh tuổi tí có thể sẽ bị hiểu lầm, nghi kỵ vì những chuyện mình không mong muốn. Đối phương không có đủ lòng tin ở nơi bạn, vì thế mà đôi bên hết lần này tới lần khác xảy ra sự tranh cãi, khiến cho tình cảm của bạn bị sứt mỉa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi tí đang có điểm báo. Cái việc kiếm tiền của bạn trở nên khó khăn hơn, trong khi cuối năm có biết bao nhiêu việc cần phải dùng tới tiền. Và với bạn tuổi tí, thậm chí có thể sẽ cảm thấy bế tắc vì túng thiếu về tiền bạc trong tay. Vài từ vi tuổi Giáp Tý thuộc kim kiếm tiền chẳng hề rẻ một chút nào từ vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy tình cảm đôi bên xuất mĩa hiểu lầm liên tiếp từ vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa họ thiếu lòng tin vào nhau gây ra sự tranh cãi từ vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ có những sai lầm phải trả giá bằng tiền bạc từ vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc thiếu kiên trì thì chẳng thể nào thành công được về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, Chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này cũng đang có điểm báo dễ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt để chiếm lấy trái tim của người mình yêu. Tuy nhiên, ngày này đối với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày Sửu ngọ tương hại, có thể thần may mắn đang không ở phía bạn. Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang có điểm báo gặp nhiều khó khăn trong việc chứng minh tình cảm chân thành của mình. Nhân duyên đến không đúng lúc, dù gặp đúng người thì cũng khó thành đôi, để lại nhiều nỗi tiếc cho tới sau này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này đối với bà tuổi sửu bạn lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn mệnh tuổi sửu đừng có quá buồn rầu mà hãy tập trung vào để làm việc, công việc có thể giúp cho bạn quên đi nhiều phiền phức, rắc rối mình đang gặp phải. Và với bạn tuổi Sửu á, bạn còn được cấp trên đánh giá cao vì bạn đang có được tinh thần trách nhiệm cao cho công việc của mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, công việc tiến triển tốt, đạt được nhiều thành công. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tình duyên chưa thực sự vượng sắc tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa, có thể sẽ bị từ chối tình cảm khá phụ phàng tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ cần phải mạnh mẽ để đứng dậy sau vấp ngã tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc hãy đặt mục tiêu cho mình trong từng thời điểm và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất cho nên với bạn tuổi dần dễ dàng tìm được niềm vui đơn giản chỉ với những lời quan tâm nho nhỏ từ người mình thương tình yêu giữa hai người càng ngày càng lớn lên theo năm tháng bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh thần tài sẽ giúp đỡ cho bạn cho nên, cái chuyện kiếm tiền với bạn tuổi dần trong ngày hôm nay trở nên rất chi là thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều. Bạn mạnh có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh với mình trong ngày hôm nay cũng rất chi là thuận lợi. Và với bạn tuổi dần, thần tài độ mạnh muốn cầu lộc, cầu danh, chỉ trong, chớp mắt và bạn cần phải chủ động để nắm bắt lấy thời cơ với mình. Trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dần, bạn đang có được báo hiệu lợi nhuận thu về trong ngày hôm nay khá chi là lớn và bạn có thể yên tâm về tiền bạc. Tuy nhiên, bạn cũng nên có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng, biết tiết kiệm để phòng khi bất trắc, tránh việc bị bất ngờ xảy ra. Và đối với những bạn làm ở văn phòng thì trong ngày hôm nay cũng đang có được báo hiệu, có nhận được tiền thưởng hoặc là có được vận may nhô nhộ với mình trong ngày. Vài từ về từ vi tuổi Giáp dần thuộc thủy, tình duyên vượng sắc, đào hoa mở lối, từ vi tuổi Bính dần thuộc hỏa, tài khí vượng, kiếm tiền dễ dàng, từ vi tuổi Mậu dần thuộc thổ, chuyện làm ăn kinh doanh được thuận lợi, từ vi tuổi Canh dần thuộc mộc, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, lợi nhuận tăng cao, từ vi tuổi Nhâm dần thuộc kim, tình cảm càng ngày càng sâu sắc hơn. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi mão, bạn đang cảm thấy mệt mỏi khi mà hết lần này tới lần khác người ấy chẳng chịu hiểu cho những nỗi khổ tâm của mình. Ngày này đối với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có cục diện ngộ hành, tứ hình sung, tí ngọa mạo dậu cho nên, bạn tuổi Mão cũng đang có điểm báo, có kẻ thứ ba xuất hiện, đang chiên chân vào, phá hoại tình cảm giữa hai người. Chẳng những vậy, trong ngày hôm nay với bạn tuổi mão, cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn, công việc của bạn cũng chẳng được suôn sẻ. Bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cảnh báo về sự chạy mãng, thiếu tập trung khi làm việc, khiến cho bạn tuổi mão phải trả giá đắt có lẽ với bạn tuổi mão đang để cho chuyện tình cảm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình cho nên không hề quan tâm tới công việc mà mình đang làm và với bạn tuổi mão bạn cần phải sốc lại tinh thần đừng để cho mình thua hoài thua mãi bẹ rạc trong công việc như vậy vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tình duyên trắc trở nhiều mối bận tâm tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa công việc khó khăn không như mong đợi tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ cần bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề tử vi tuổi tân mão thuộc mộc chớ nên cho mình là đúng mà phải hiểu rõ ràng tử vi tuổi quý mão thuộc kim dễ để cảm xúc lấn át hết lý trí về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. từ vi tuổi Thìn, thứ ba, ngày 29 tháng 12 năm 2020. Cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Thìn không thể hiểu được tại sao kẻ tiểu nhân lại cố tình nhắm vào mình để lợi dụng mình như vậy. Bạn mệnh tuổi Thìn vốn cả nể, chẳng muốn từ chối, cho nên chấp nhận lời đề nghị mà không biết mình đang tự hại mình và với bạn tuổi thìn bạn dễ vướng phải họa thị phi khi mà bao nhiêu công sức mà mình đã bỏ ra đều bị kẻ tiểu nhân nặng tay trên mà lấy mất trong khi đó bao nhiêu tiếng xấu thì bạn phải đứng ra để gánh hết oan ức chẳng ai hay biết bên cạnh đó vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi thìn may mắn là bạn đang có được họ phương vững chắc, có người luôn tin tưởng và ủng hộ mình nên bớt phần căng thẳng trước những biến cố dồn dập và có được người chống lưng, bạn hãy vững vàng hơn nữa. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc họ, tiểu nhân quái nhiễu, bao nhiêu rắc rối vây quanh, tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, thị phi bỏ vây, mất hết tín nhiệm, tử vi tuổi mạo thìn, thuộc mộc, có thể sẽ tìm được tình yêu bất ngờ. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim luôn có người đứng phía sau ủng hộ. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy trong cái rủi vẫn luôn có cái may thường trực. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày Tỵ ngọa tư hội cho nên, bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu bạn gặp được những may mắn, những thành công đạt được trong ngày. Bạn mệnh nếu quản độc thân thì sẽ tìm thấy được một nửa của mình. Còn đối với các cặp đôi thì tình yêu được thăng hoa rực rỡ có thể sẽ tạo bàn đạp cho đôi bên tính tới chuyện tương lai về sau này. Tình cảm bồi đắp theo năm tháng, đôi bên đều hiểu và thông cảm cho nhau mỗi khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm, báo hiệu cho bạn có được nguồn tài lộc đang đến rất gần. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn được trao cho nhiều cơ hội để kiếm tiền khá chi là thuận lợi, chỉ cần bạn nhanh tay một chút là kiếm được tiền bạc ùn ùn đổ về túi, chẳng gặp phải quá nhiều trở ngại khó khăn với mình. Và ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang có được báo hiệu đầu tư thuận lợi, buôn bán gặp người gặp khách, đắt hàng. Những bạn làm ở văn phòng thì hồ sơ giấy tờ được xuân xỉa, ký kết hợp đồng, xuất hành đều được như ý muốn. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tình duyên thắm sắc dễ gặp được người như ý, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nên mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim cần tận dụng cơ hội để nhanh chóng phát tài từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy đừng có ngần ngại tìm người giúp đỡ và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 6 số 9 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020 xem từ v ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ rất có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người thân để vượt qua những trở ngại về tâm lý. Bởi ngày này với bạn tuổi ngọ, bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình, cái điều này làm ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi ngọ, bạn dễ cảm thấy bất lực chán nạn với chính bản thân mình, từ chối sự quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh, bạn tự đẩy mình ra xa mọi người, muốn xa lánh với tất cả, với thế giới này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tử ngọ, bạn lại đang có được báo hiệu, gặp được chính tài năng đỡ. Cũng may, bạn vẫn có được nguồn thu nhập ổn định, vững vàng từ công việc chính của mình. Bạn mệnh đảm bảo được công việc hoàn thành đúng tín độ, chứ không tới mức phải bỏ bê tất cả. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tinh thần xa sút dễ đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tiền bạc rụng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nên cân nhắc những chuyện cần phải làm. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, hãy tự chia sẻ tâm sự cùng với người thân. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, công việc tiến triển tốt, thu nhập được vững vàng. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi Mùi thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mùi đang gặp được ngày ngọ mùi nhị hợp cho nên con đường tình duyên của bà tuổi Mùi trong ngày hôm nay cực kỳ là vượng sắc và bà tuổi mùi, bạn đang có được nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với những người khác phái, nhờ thế mà khả năng thoát kiếp độc thân với bạn cũng rất chi là cao. Xem tử vi ngày thứ ba này, đối với bà tuổi mùi, bạn còn có được những cơ hội để thăng quan tiến chức nữa, quả là một ngày quá may mắn với bà tuổi mùi. Tuy nhiên, bạn mạnh cũng đừng quên rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn cần thiết. Và với ba tuổi mùi, bạn đang có được thành công cũng là nhờ sự phối hợp của đồng nghiệp. Và bạn đừng vì thế mà lên mặt chính quan nhắc nhở bạn cần phải có tinh thần trách nhiệm cao hơn, đừng có đem côn bỏ trợ. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình duyên vượng sắc có nhiều cơ hội kết đôi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy công việc tiến triển tốt, được cấp trên yêu ái, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ nên có trách nhiệm cao với công việc, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, đừng cho rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1 số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên công việc của bà tuổi thân trong ngày hôm nay có thể tìm được cách giải quyết để vượt qua những khó khăn lần này và bà tuổi thân bạn cũng cần phải bình tĩnh để tìm đối sách đừng có ngại đi theo con đường mới bởi đó mới là cách thức phù hợp cho hiện tại với bạn Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày này đối với bà tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cho nên, bạn cũng đang có điểm báo, có những mâu thuẫn trong chuyện gia đình khiến cho vợ chồng không có muốn nói chuyện với nhau. Có thể, chiến tranh lạnh sẽ xảy ra, không khí trong gia đình càng ngày càng căng thẳng. Và với bà tuổi thân, bạn nên gạt bỏ cái tôi của mình xuống một chút, không phải người mở lời trước là người thua cuộc. Bạn hãy nói lý lẽ cho người ấy hiểu, đừng để cho mọi chuyện đi quá xa đến khi đó khiến cho hai bên không thể quay lại được. Vài từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tình cảm có thể xảy ra sự rạn nứt. Từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa cần hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ có những chuyện không thể vội vàng được. Từ vi tuổi canh thân thuộc mộc đừng có cố, cố chấp mà để lỡ mất cơ hội từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim hãy sáng tạo hết mức có thể trong khả năng của mình và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dậu, Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu trong ngày này, đây là lúc mà bạn cần phải phát huy hết khả năng, năng lực của mình để phát triển sự nghiệp cho mình. Ngày này đối với bạn tuổi giàu, bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh tạo điều kiện để cho bạn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Bạn mạnh tuổi giàu, hãy mạnh dạn làm theo những suy nghĩ của bản thân đừng có lo lắng thái quá bạn vẫn sẽ nhận được những lời khuyên bảo góp ý chân thành từ những người xung quanh sai thì sửa còn nếu không muốn sai thì chỉ có không làm mà thôi Ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tương xung. Đây không phải là dấu hiệu tốt cho bạn tuổi Dậu trong chuyện tình cảm ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Dậu có thể sẽ bỏ bê gia đình, người thân vì những tham vọng của mình khiến cho tình cảm gia đình đang có điểm báo có sự lạnh nhạt. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy đừng mãi mê công việc mà bỏ bê gia đình, Từ vi tuổi đinh dậu thuộc họ sự nghiệp được tăng tín, đạt được nhiều thành công, Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ thỏa mãn với những gì mình đang đạt được, Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc có thể sẽ gặp được quý nhân trợ mệnh, Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim đừng vội đưa ra bất kỳ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Vài đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày Tuất ngọ bán hợp, cho nên bạn tuổi Tuất bạn đang có được báo tin hung cát đan xiên, bạn bạn sẽ nhận được nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, có người mang đến cho bạn hạnh phúc bất ngờ nữa. Và với bà tuổi Tuất Tình yêu đến ngay vào lúc bạn chẳng hề mong chờ, nhưng cuối cùng lại là thứ mà bạn thực sự cần. Bạn sẽ thấy được sức mạnh của tình yêu khi có được người ở bên, vỗ về, chia chở, an ủi mình, thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bạn cũng cảm thấy rất chi là ấm lòng. Tuy nhiên, trong ngày này đối với bạn tuổi tuất bạn lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa và với bạn tuổi tuất dễ bị tiểu nhân gây khó dễ trong công việc khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian quy định. Điều này sẽ mang tới khá nhiều rắc rối cho bạn. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tiểu nhân tìm cách phá hoại công việc. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, dễ cảm thấy bất ngờ khi tình yêu tới. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nên cố gắng để vượt qua thử thách trước mắt. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim đừng từ chối khi tình yêu đã gõ cửa trái tim từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có những điều cần phải học cách lãng quên Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Hợi đang có những bước tín rất chi là vững chắc. Tuy không đến quá mức nhanh nhưng bản mệnh tuổi Hợi cảm thấy hài lòng với điều đó. Bạn không muốn mình nhanh quá rồi nhảy vấp ngã. Và ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có hòa thủy bất dung. Đây là dấu hiệu cho thấy với bạn tuổi Hợi đang trở nên cố chấp và mong muốn đối phương phải làm mọi chuyện theo ý của mình. Bạn áp đặt những suy nghĩ của mình cho người ấy mà không quan tâm tới cảm xúc của người ấy. Và với bà tuổi hợi, bạn nên học cách lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu cho người đó. Ai cũng có chính kín, có lý lẽ riêng của mình. Điều bạn cho là đúng, nhưng chưa chắc đã là đúng với tất cả mọi người. Vì thế mà, đừng có căng thẳng và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình yêu chẳng ai muốn tan vỡ tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tự chủ và độc lập trong công việc tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cần dừng việc áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc kim mâu thuận bùng nổ khi không có tiếng nói chung tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy có nhiều chuyện khiến cho đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.